Mến chào quý vị và các bạn đang xem kênh YouTube của Tình Vlog. Hiện tại Tình đang có mặt tại An Giang, nhận được cuộc gọi của sư cô Thích Nữ Quyên Sinh, trụ trì chùa Châu Khánh, có chia sẻ với mình về một cái sự việc rất là bức xúc. Đó chính là chỗ chùa Châu Khánh những ngày qua gặp phải những tên trộm cướp tới cướp tài sản ở trong chùa. Thì trong lúc cướp tới dàn cảnh để mà cướp những cái tài sản trong chùa thì có một cái sự việc phải nói. Khi mà chia sẻ đến đây thì nhiều bà con cô bác anh chị phải gọi là kỳ tài. Đó là một bé trai 14 tuổi, đệ tử của sư cô Thích Nữ Quyên Sinh, đã dùng thân mình không ngại hy sinh đối đầu với tên cướp để bảo vệ tài sản của chùa. Thì hôm nay mình đến đây mình chia sẻ sự việc cho bà con cô bác anh chị được biết, cũng như là những cái khó khăn của chùa đang gặp phải, để bà con cô bác anh chị gần xa khi mà xem được clip này có thể kết nối với chùa, giúp chùa có được những cái điều kiện được tốt hơn. Dạ con chào sư cô ạ. Hãy như Đà Phật. Dạ. Chào chú Phước Lộc. Dạ cũng lâu rồi con chưa có quay lại chùa thăm sư cô, không biết sức khỏe của sư cô lúc này như thế nào ạ? Sức khỏe của sư cô thì cũng bình thường, nhưng mà vừa qua thì nó có sự việc. Sư cô thì cũng chuẩn bị các chùa mà đi xin từ miếng gạch, mà cái đêm thì không có ở chùa. Thì có một đứa đệ tử là 14 tuổi, một mình anh ở trong chùa, còn một chị sư cô thì ở ngoài cái thất, đặng mà sẽ chuẩn bị mình dỡ đồ ra ngoài cái thất. Thì nó vô, thì em bé còn đang ngủ, thì nó vô nó dẫn chiếc xe, mà chiếc xe đó thì xe để chạy tới luôn mua đồ ăn, mà cái xe nó không có xứng đáng, xe cùi. Giờ thằng này thấy dẫn gục gột, nó giật mình, nó thức chị, thì nó ngồi vậy, nó quyết lòng, nó giật lại, nó nắm cái đít xe, nó giật lại. Rồi thằng kia thì đẩy đi, thằng nọ giật lại hoài, cái nó thấy nhắm bài không được, thì nó buông, nó la, cái thì thằng đó nó rút cái cây đó là bằng cây sắt, cái gì không biết, mà trong cái ống tay á, rút ra bằng đầu thì nó có chừng 6 cái tắc à. Nó kéo ra cái gần thước mấy, nó quất nhỏ túi bụi chân, nhỏ làm không lợi, nhỏ buông ra cái nhỏ lấy nào là dép này dục, nào là dĩa dục, mà vừa dục vừa chạy, mà nó vượt vòng 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 trong chùa, nó vượt quá đi. Rồi cái thằng này nó la đi, thì cái cô ngoài cái thắt cũng nghe, cô mới đi qua rồi cái bắt đầu nó nghe cái hớ cô đi qua, nó chạy nó bỏ, thì thằng này nó vượt con chừng hai quận nó là con xỉu luôn. Thì trong khi về cái cô cũng sợ, cô nói thôi bỏ cho nó lấy đi, cũng có Phật tử, thí dụ mình mắc cái gì thì Phật tử cho nó lấy, mà nó thì nó sợ mắc về bị gầy, thành ra nó cố tình quyết lòng nó giật lại được chiếc xe thì nó lấy không được. Rồi thành ra bây giờ làm thì nó tồn tại, cô về cô thấy quá đi bầm mình hết trơn. Cô mới vô nước biển cho nó, rồi mua thuốc cho nó uống, hôm nay nó đã rồi, nó còn ốm. Sư cô có thể cho con cùng với quý cô bác anh chị được biết tình hình sức khỏe của bé trai 14 tuổi này hiện tại như thế nào được không sư cô? Dạ được, nó còn bệnh trong mình đó. Tại vì con nghe sư cô chia sẻ là cái tên trộm đó có một cái cây sắt rút ra nó dài ra, con nghĩ đó là cái cây đỏn hoặc là cái cây tiếp gì đó, không biết cái gì mà nó bằng sắt hay sư bằng cô sắc. Nếu mà đánh trúng em nói như vậy thì sẽ có những cái vết thương hoặc là những cái vết bầm nó sưng dữ lắm. Mà cái sự việc này nó mới xảy ra như vậy, nên vì vậy con rất quan tâm về chỗ vấn đề sức khỏe của bé trai đó. Sức khỏe của nó bây giờ nó gầy, mà lúc nó vô đó con, nó ngụy trang, tóc nó tới đây này mà tóc giả, mà nó bịt mặt, nó chưa có hai mắt, rồi nó bao tay nữa, ghê quá à. Rồi nó cố tình, nó quyết lòng nên nó giật cái xe, nó sợ gì mắt xe nó bị gầy, mà cái xe này nó cũ rồi, cái xe ghim nó cũ, nó chạy đây ra mà đường mua đồ ăn chạy chế vô à, mà nó chạy xa thì hư, thành ra nó sợ mắt cái xe đó không có đi mua đồ ăn được, thành ra nó cố tình đi giật. Vấn đề không phải là chiếc xe đó nó giá trị cao hay nó giá trị thấp, mà vấn đề là tinh thần của bé trai này. Dạ. Quyết tâm bảo vệ tài sản của chùa. Dạ, nó bảo vệ. Tại vì chùa mình thì ở vùng sâu vùng xa đó, ít được Phật tử biết đến đó. Dạ. Đối với một cái chiếc xe máy, cho dù nó
nó tàn, nó cùi đến cỡ nào đi chăng nữa thì đối với chúng mình nó cũng là một cái vật dụng rất là quan trọng. Nên vì vậy bé trai này không ngại hy sinh cái thân của mình để mà bảo vệ tài sản của chùa. Khi mà nghe đến đây thì chắc nhiều cô bác anh chị cũng cảm động với bé trai này. Bây giờ nó ốm, nó ngại nhúc nhúc thì không biết làm sao. Rồi ăn uống như thế nào thưa sư cô? Ăn uống thì nó ăn cũng ít. Rồi sau khi sự việc nó xảy ra thì sư cô có trình báo cơ quan chức năng địa phương thưa sư cô? À, sư cô có trình báo với chính quyền. Thì chính quyền nó lại thì nó chạy rồi. Cô điện chính quyền lại coi em nó còn nhỏ quá. Mà nó ở trong chùa của mình, còn cô kia ở ngoài thác. Thì sư cô đi xin gặp. Đó, đi xin tha. Cho nên là ngủ đêm nữa. Thành thử không có được về chùa kịp. Thành ra nó ở mình lên đó. Cũng thấy tội nghiệp. Về mới vô nước biển, tới giờ còn không nhớ. Phải đi viện vô nước biển luôn hả sư con? Dạ, đi vô nước biển chứ hôm nó ngồi không nổi á. Dạ. Lằn lằn tay vậy nè. Ôi. Tay lằn lằn vậy nè, biển nó đỡ đỡ vậy nè. Quýnh lên đầu cục cục nè, bờ hôm nó tồn tại một cục vậy nè. Bây giờ nó nhỏ 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 là còn lớn, bây giờ không biết còn lớn. Sư cô có thể cho con cùng với quý cô bác anh chị được biết đệ tử này của sư cô theo sư cô xuất gia hay là sư cô nhận nuôi thôi sư cô ạ? Sư cô nhận nuôi từ nhỏ lớn tại vì cha mẹ nó nghèo. Dạ. Rồi sư cô nhận nuôi cho nó ăn học được lớp 8 mà. Hiện tại là bé vẫn còn đi học luôn hả sư cô? Dạ, con đi học. Còn đi học luôn? Dạ. Dạ. Vậy là bé sau này tương lai rất là sáng lạng luôn hả sư cô ạ? Dạ Phật. Nó không biết sao, nó nói là nó không có ra đời. Ở hôm nay nó tu luôn. Tại vì nó còn đi học đó. Nó cạo đầu rồi, bây giờ nó để tóc lại mấy anh bạn quá cừ. Dạ. Nó khá. Vậy là trước đó bé trai này đã từng cạo đầu luôn hả sư cô? Từng cạo đầu thời gian hồi nhỏ, nó lớn lên nó mới để lại. Dạ. Nó tội nghiệp lắm. Dạ thưa sư cô, hôm đó sư cô đi xin gặp đó thì không biết tên cướp lẻn vào chùa là ban ngày hay ban đêm sư cô? Ban đêm đó, nửa đêm. Ban đêm, nửa đêm luôn hả sư cô? Ngụy trang nửa đêm mà ngày nó đâu dám vô. Dạ. Theo con nghĩ là khi mà sư cô có được cái giấy của giáo hội như là muốn trùng tu sửa chữa lại ngôi chùa của mình đó, dạ, thì con nghĩ là cướp nó nghĩ là sư cô có tiền đó nên nó mới lẻn vào chùa để mà nó tìm cách nó cướp tài sản đó, sư cô. Dạ. Nhưng mà trước đây không biết chùa của mình có xảy ra những cái vụ cướp giống như vậy không thưa sư cô? À, nào giờ không có mà có cái này gì. Dạ. Chắc nghe tin chùa đang chuẩn bị trùng tu lại đó, cứ nghĩ dạ là có tiền đó. Mà lúc nãy con nghe sư cô chia sẻ là sư cô đi xin gạch là sao sư cô à? Đi xin gạch là chuẩn bị mình xây chùa nè, dạ, cắt chùa nè. Dạ. Đi xin từ ngự từ ngự. Dạ. Không biết bữa dài mình đi xin được những gì rồi thưa sư cô? Xin được hai thiên gạch. Dạ. Một thiên, một muôn, hai muôn gạch. Dạ. Hai muôn gạch thì được 200 bao xi măng với 50 cây sắt rồi. Dạ. Xin gì cũng mừng à. Con thấy cái phần gạch phía bên này là của chùa mình hay sao sư cô? Của mình không á. Dạ. Là hai muôn đó, bên muôn đó. Đây mình gọi là muôn á sư cô? Ừ. Ở đây mỗi lần mình muốn trùng tu hay là muốn xây sửa là mình phải đi xin như thế này hả sư cô? Dạ đúng rồi, mình đi xin mới có, đi xin không có. Dạ. Lên tiếng đi xin. Thật ra muốn xin đâu là người ta cho nấy đó. Muốn đi đến chùa với sư cô thật sự cũng rất là khó khăn á. Dạ. Bà con cô bác anh chị muốn đến viếng chùa thì phải có địa thổ với sư cô để sư cô chỉ đường, chứ chùa không có trên địa danh trên bản đồ luôn bà con cô bác anh chị. Vào một cái con hẻm như thế này rất là xa xôi. Rồi điều kiện kinh tế ở đây thì cũng rất khó khăn. Bây giờ con với sư cô vô thì trong chờ là bé trai đi học về được không sư cô? Được. Để đây nè. Ủa con thấy cái bên kia xây cái hàng rào là của chùa mình hay là của chùa mình xây đó con. Xây tới đó ngăn không có tiền xây nữa. Dạ. Không có tiền trả tiền công. Vậy mà con tưởng là của nhà dân xây để mà chia phần đất ra với chùa chứ. Mình. Dạ. Mình xây mình bỏ bằng đất ra ngoài không. Dạ. Hai ba thứ. Bé trai đó đi học mấy giờ mới về sư cô? Con đi học tới giờ này mấy giờ? 4 giờ chiều mới gì vậy? Là bé này hay là? Bé này nè. Bé này hả sư con? Ừ. Ở đây nè con. Viện Trăng ở đó đi con. Chú chào con nha con trai. Dạ con chào chú.
Con tên gì con trai? Dạ con tên Thái Chí Thành. Thái Chí Thành. Dạ. Ui tên đẹp dữ vậy. Rồi cha mẹ con đâu mà con ở đây với sư cô? Dạ cha mẹ con đang ở trên ngoại. Giờ con đang ở với sư cô, con ăn học. Con ở với sư cô được bao nhiêu năm rồi con nhớ không? Dạ từ nhỏ tới lớn. Từ nhỏ tới lớn? Dạ. Có thời gian cậu lòng sao con kể cho chú nghe. Rồi sau này con mới để tóc con đi học. Dạ là con hồi đó cạo đầu để đi tu chú tiểu á, rồi xong con lên tới lớp 4, lớp 5 là con để tóc. Dạ. Bị bạn bè ghẹo hay sao để tóc con? Dạ bị bạn bè ghẹo nhiều. Đó phụ con cũng cho con để tóc. Con có mấy anh em con trai? Dạ. Con có mấy anh em? Dạ con có 4. Bốn. Anh hai con là đang học đại học năm 2. Anh hai con học đại học năm 2? Dạ. Còn con giờ đang học lớp 8. Còn đứa thứ 3, còn đứa thứ 4 là đem con hồi nãy nó mới ngồi đây chơi con. Còn đứa khác là đang đi chung với cha. Thế cha mẹ con làm công việc gì cũng chơi? Dạ mẹ con thì làm ở chợ. Còn cha con là làm nông. Rồi cha mẹ con có thường xuyên lên đây thăm con không? Dạ cũng ít. Dạ lâu lâu rảnh là mới lên mới về. Rồi cái sự việc mà hôm đó cướp nó vô chùa, nó định cướp chiếc xe máy đó. Dạ. Con phải giành giật để mà bảo vệ tài sản của chùa đó. Rồi cái sự việc đó nó xảy ra như vậy thì cha mẹ con có biết không? Dạ, dạ có. Cha mẹ con cũng có lo cho con, hỏi thăm rồi cha mẹ con về. Rồi mua uống đồ cho con uống. Chú có nghe sư cô chia sẻ về con đó là hôm đó con bị cướp nó lấy cây sắt nó quánh con á. Dạ. Thế những cái vết thương nó bây giờ còn không hay là đã mất rồi? Dạ nó đã mất rồi. Thế cái sự việc ngày hôm đó sao con kể cho chú nghe được không? Dạ sự việc ngày hôm đó là lúc con đang ngủ. Thế con ngủ ở đâu đâu? Dạ con ngủ ở trong cái hồ tổ ở... Đâu con dẫn chú đi. Mang dép vô hay bỏ ngoài con? Dạ bỏ ngoài. À hôm đó sư cô đi có mình con ở chùa luôn á hả con trai? Dạ sư cô đi có mình anh con ở chùa với có cô Trang đang ngủ. Dạ đây nè chỗ con ngủ nè, giờ con dọn phòng qua bên kia rồi, con chưa có dọn bên này. Là dạ. Hôm cướp nó đến là con ngủ ở đây á hả? Dạ ngủ ở đây rồi chiếc xe máy con để đây. Xe máy đổ đây. Phụ con để đây. À. Dạ rồi. Lúc mà con đang ngủ là con nghe gầm gầm. Có lúc đó con cũng ngủ luôn. Cái con thấy nó dẫn chiếc xe ra đó rồi. Lúc đó con mới mở mắt là con mới thấy. Rồi lúc đó con xa giành giật chứ ăn trộm, ăn cướp. Con thấy nó dẫn ra tới đâu con trai? Dạ nó dẫn ra tới đây nè. Dạ dẫn ra tới đây. Dạ. Dẫn ra tới đây? Dạ. Rồi lúc đó là con thức dậy rồi đúng không? Dạ lúc đó con thức dậy rồi là con ra con đứng ở đây. Là con thấy nó. Dạ rồi con với nó bắt đầu. Con la làng lên kêu. Kêu giúp đỡ. Lúc đó không có ai ở chùa nên không có ai thấy. Dạ không ai nghe luôn. Rồi con cũng giành giật với nó. Rồi dạ nó quýnh con rồi. Lúc đó là con kêu lên là cô Trang con bắt đầu chạy qua. Thế cái tình cướp đó nó to con không con trai? Dạ to. Cỡ chú không? Dạ cỡ nhưng mà cao tầm khoảng 1m7 mấy. Bự con. Lúc nãy chú có nghe sư cô chia sẻ là nó để tóc dài hả con? Dạ để tóc dài ngang vai. Ngang vai. Rồi nó chùm hết mặt mày luôn hay sao? Dạ nó chùm mặt mày hết. Như nó đeo mắt kính. Đeo mắt kính à? Dạ. Thế bây giờ nếu mà gặp lại tên cướp đó con có nhận diện ra được không? Dạ cũng không, tại nó con giờ con quên hình dạng đó. Lúc đó là cậu khoảng mấy giờ con nhớ không con trai? Dạ lúc đó cỡ khoảng 9 giờ rưỡi. Mà chú thấy chùa của mình là tối đóng cửa lại mà sao nó vô đây được à? Dạ con cũng không biết nữa, sao nó mở khóa được con cũng không biết. Lúc thức dậy thấy nó đẩy xe mà con không sợ hay sao mà phải chạy ra giành giật dữ vậy? Dạ không. Lúc đó con đâu có nghĩ gì nhiều đâu mà con giành giật chiếc xe với nó. Dạ rồi mà. Khi mà nó rút cây sắt ra lúc đó sợ không con trai?
Dạ sợ. Sợ đó mà là con chạy vậy. Con chạy xung quanh là nó rượt nó quýnh. Nó không chịu đẩy xe đi mà nó rượt nó quýnh con. Dạ. Con có nhớ cái bậc sắt mà nó rút ra là cái nó là gì không? Cái ống tiếp hay là cái cây cây giúp? Dạ nó rút ra. Rút ra dài đúng không? Dạ. Nó là cái cây cây rút á. Dạ. Rồi đánh trúng con mấy mấy chỗ con nhớ không? Dạ. Dạ có. Dạ đầu tiên là vô lưng vô cái đầu của con. Rồi tới cái hai là vô tay con 3-4 nhát. Rồi vô lưng con cũng mấy cây. Dạ. Nếu hôm đó mà sư cô không có chạy qua là coi như là chắc lúc đó là bầm dập luôn. Dạ. Lúc đó bầm dập luôn. Nếu bây giờ tên cướp nó quay trở lại đây con sợ, con còn có sợ không? Hay là vẫn cố gắng giành giật lại tài sản giúp chùa con cha? Dạ chắc là sợ. Sợ hả? Dạ. Không không dám giành lại nữa hả? Dạ. Rồi khi mà cha mẹ hay tin con bảo vệ tài sản của chùa nó mà bị đánh như vậy thì chắc cha mẹ con cũng sốt ruột lắm đúng không? Dạ, dạ lo. Rồi đi học trong trường bạn bè biết không con? Dạ bạn bè cũng không biết. Không biết hả? Dạ. Con học lực như thế nào con trai? Con học lực cũng tầm khá. Khá. Dạ. Rồi hồi trước chú có đến đây ghi hình chỗ sư cô á. Dạ. Sư cô có chia sẻ là bên chỗ nào để hài cốt chú quên rồi ta? Dạ bên này. À bên này đúng không? Dạ. Bên này để hài cốt nhiều đúng không? Thế tối con ngủ đây con không sợ hả con trai? Dạ không. Có bao giờ gặp những cái hiện tượng gì lạ không? Dạ cũng không có có. Tại con còn con nít. À có bao giờ nghe tiếng động đồ không? Dạ có nghe trên nóc nhà thôi. Gầm gầm lâu lâu gì đó. Nghe tiếng động trên mái ngói này ha? Dạ, dạ lâu lâu là nghe gầm gầm. Rồi lúc nãy nghe sư cô chia sẻ là ước nguyện của con sau này là ở lại chùa chứ không có định đi đâu á. Dạ. Sau khi con nghĩ là sau khi con học hết lớp 12 thì con sẽ làm gì tiếp tục? Dạ chắc là việc của con là đi làm. Nếu mà không được thì con chuộng tu. Con nhỏ xíu mà có ý định đi tu rồi. Tại vì con ở đây từ nhỏ đến lớn con cũng biết lực ở đây với mấy cái phương pháp để cúng. À dạ. Rồi có thường nghe sư cô tụng kinh không? Dạ có. Con thường thường lên tụng với sư cô mấy buổi lễ với ngày thường. Nghĩa là mấy buổi lễ là con vẫn lên tụng kinh luôn hả? Dạ. Giỏi dữ hả? Cũng lúc đó cũng có đông người vô tụng chung á. Ừ. Dạ. Là do con có niềm tin ở Phật Pháp hay là con thấy ở chùa thì phải làm như vậy? Dạ con có niềm tin với Phật Pháp. À. Thế cha mẹ con là người theo đạo Phật hay là... Dạ cha mẹ con là người theo đạo Phật. Đạo Phật. Rồi dạ. Mấy anh em trong gia đình có ai có niềm tin ở Phật Pháp giống như con không? Dạ có, ai cũng vậy. Ai cũng vậy hết hả? Dạ. Thôi chú cháu mình ra ngoài trò chuyện chút xíu nữa đi. Dạ. Trò dạ. Chuyện với con cuốn quá. Nhưng mà ở trong này nó hơi tối. Dạ. Thế có hay rủ bạn bè đến chùa thắp hương không con? Dạ lâu lâu mấy bạn con mới lại. Lâu lâu mấy bạn con mới lại. Lâu lâu mới lại. Dạ. Rồi con ngồi đi con trai. Dạ dạ. Rồi cho chú hỏi là đi học khi mà mình ở trong chùa như thế này á, mình đi học á thì tiền học phí là cha mẹ con đóng hay là sư cô đóng cho con? Dạ sư cô con đóng cho con. Sư cô đóng cho con. Dạ. Rồi đi học một ngày sư cô cho nhiêu tiền? Dạ khoảng 10.000 15.000. 10.000 15.000. Dạ. Rồi ước nguyện sau này của con là học hết lớp 12 để đi làm thì con ước mơ làm công việc gì? Dạ con cũng chưa nghĩ ra. Chưa suy nghĩ ra? Dạ chưa suy nghĩ. Hồi đó con có ước mơ là làm bác sĩ nhưng giờ thì kiểu nó công việc nó giờ nó dịch á. Con cũng không biết làm sao. Dạ. Hồi nhỏ thì ước mơ làm bác sĩ. Dạ. Sau này lớn lên thì ước mơ làm gì thì chưa biết. Dạ. Có bao giờ nghĩ là sau này mình lớn lên mình đi tu rồi mình trở thành các sư thầy không? Dạ có, con cũng có. Con có suy nghĩ đó. Chú thấy các bạn học sinh bây giờ học lớp 8, lớp 9 là có người yêu hết rồi. Không biết con có bạn gái gì không?
Dạ làm gì có, con đây chùa tu rồi con đâu có yêu. Vậy hả? Dạ. Ngoài việc đi học về thì con có giúp sư cô làm những cái công việc gì khác không con trai? Dạ có những công việc là trồng mai, tưới cây mai đồ. Đâu, dạ. Trồng mai đâu đâu con? Dạ đây nè, uống như như này. Ôi bên này có nguyên một cái vườn mai luôn à? Dạ. Thì đây là mấy cây mai con trồng chứ cũng có mấy chú khách á, ở lại giếng chơi chứ cũng làm tiếp được mấy cây. Nghĩa là cái khu vực mai mà uống như thế này là con làm á hả? Dạ. Cái này là trồng bán hay sao con trai? Dạ con cũng không biết nữa. Tại phụ con chỉ kêu con uống thôi. Là sư cô kêu con uống á ha? Dạ uống. Uống cho đẹp lên. Rất nhiều mai luôn nè bà con cô bác anh chị. Theo như mình được biết đó là sư cô có trồng mai, có ươm mai để trồng. Nhưng mà cây nhỏ nhỏ mà, còn những cây này thì lớn rồi nên phải uống lại như thế này. Hình như ở đây có thêm một cái thanh nhôm nữa đúng không? Thanh nhôm để cho nó có cái khung hình đúng không con? Dạ. Rồi bên này có cái nhà là nhà của ai à con trai? Dạ nhà của con ở. Dạ giờ dạ dạ để đó. Là nhà này trước đây dạ, cha mẹ con ở đó. Con với cha mẹ con ở với cả gia đình đều ở đó. À. Rồi dạ. Cha mẹ con đi làm xa rồi bỏ luôn hả? Dạ để đó, chừng nào mà cha mẹ con về thăm con là về ở. Còn con là giờ qua chùa ở luôn. Dạ, con giờ qua chùa ở luôn. Có bao giờ đi học trong trường lộn giữa chữ với kinh Phật không con? Cũng có vài câu. Có hả? Dạ. Sao không rủ các bạn đi chùa thắp hương rồi để mai này các bạn tinh tấn lương thiện con? Mấy người bạn con cũng hiền, học giỏi lắm. Dạ. Cũng trung thực, con cũng có dẫn rồi. Mấy bạn nó nói ở đây là im ắng. Dạ. Dễ tĩnh tâm. Chú thấy ở đây buổi tối chắc vắng lắm đúng không con? Dạ vắng. Rồi mỗi lần sư cô đi ra ngoài như là đi xin gặp xin này xin kia để mà về trùng tu lại chùa rồi. Dạ. Con ở trong chùa mình con không có sợ hay sao? Dạ không, con ở chùa con vẫn bình thường. Con bình thường như là lúc mà có sư phụ con. Dạ. Thế ở đây có bao giờ bị sư phụ rầy la không con? Dạ cũng có. Có mấy việc làm không xong á, dạ là bi la vài câu là con làm là phụ con vui cũng mua đồ ăn con ăn. À, rồi sư phụ ăn chay á thì con ăn như thế nào? Dạ con cũng ăn chay luôn. Con ăn chay luôn hả? Dạ. Thiệt không? Dạ thiệt. Đâu con đi vô để chú phải trò chuyện với sư cô mới được. Dạ. Con ăn chay, có những lúc con bị bệnh là con ăn mặn. Còn bình thường là ăn chay? Dạ bình thường là ăn chay. Con ăn chay là do sư cô ăn chay con ăn theo hay là do cái phát tâm, cái tâm nguyện của con là ăn chay con ăn chay? Dạ con thấy phụ con ăn chay là con ăn theo. À. Dạ. Sư phụ con đâu rồi? Dạ đang ở trong này. Thường thì nam sẽ đi theo sư phụ là các sư nam chứ. Sao con lại đi theo sư phụ nữ? Dạ, tại đây là sư phụ nữ nên con đi theo. Dạ. Ơi, chú muốn trò chuyện với phụ. Đâu, xe nào đó sư cô? Ôi, chiếc xe này à? Có chiếc xe quen đó. Sao con thấy chiếc xe thảm thương quá mà cướp nó còn vô tới đây luôn à? Dạ. Đứa thì dắt đó mà hôm nay nó lâu lợi gì nè. À. Biết lòng lâu lợi nó giúp cái cây ra. Là cái chiếc xe này á ha. Dạ. Yeah. Con nghĩ chiếc xe này nếu mà trộm thì bán cũng chắc chừng 1-2 triệu thôi chứ. Tầm ở chừng 1 triệu bạc không có. Tại vì không có giấy tờ nữa mà. Tại vì trộm thì đâu có lấy được giấy tờ đâu. Giấy sao nó lẻn vô chùa hay vậy? Giấy tờ mất rồi xe không vậy đó. Ủa xe này là không có giấy tờ luôn hả sư cô? Có giấy tờ vậy chứ. Vậy là sư cô chạy xe ngoài vòng pháp luật rồi. Ba người ta cho mình. Dạ.
Này chắc chị để đi đi mua đồ ăn à. Dạ dạ. Chứ đi xa nó hư. Dạ. Ở Trung Quốc nè. Xe Trung Quốc. Trời chết. Bây giờ tới nè, nó lấy gì con đừng có vô sát giật nữa, nó quấn chết á. Dạ. Mà sư cô cho con hỏi là tối chùa đóng cửa lại hết mà sao nó vô trong này được hay sư cô? Mèn con nó leo nút nhà con. Leo nút nhà hết sư cô? Nó dở nói. Mà nói mình đi một chân tặng hết. Dạ. Leo nút nhà, leo xuống. Rồi nhiều khi... Nó mở khóa rồi tùm lưới chứ. Mình cửa nào mình cũng khóa vậy. Khóa à. Bằng cái ống khóa vậy đó con. Mở hay lắm, nó có chuyện hát. Bọn cướp nó tinh vi lắm sư cô. Nó có cây đỏng cây gì á. Lúc vô là nó bẻ được hết rồi. Dạ. Cái xe cồ gì đó. Tại sao ông cũng vô nó lấy ngộ thiệt chứ. Con cũng không nghĩ là cướp nó vào nó lấy chiếc xe tại như thế này luôn á. Ít ra là cũng phải xe có giá trị một chút xíu chứ. Chiếc xe này con thấy là nhiều khi chạy dọc đường nhiều khi nó chết máy nằm giữa đường lúc nào không hay nữa. Yeah. Vậy mà nó vẫn vào nó trộm. Chết máy hoài à, cô ghé vô cô sửa xong rồi cái chạy nữa. Mà chạy lên cho đất không dám chạy nữa. Chết dọc đường. Vậy là có chết máy dọc đường đúng không sư cô? Dạ, yeah, nó chết máy dọc đường hoài. Tại vì con nhìn chiếc xe này con biết mà. Xe này xe Trung Quốc mà đúng không? Trung Quốc. Dạ. Yeah. Vậy mà bé nó vẫn cố gắng giành giật lại. Cố gắng nó giành giật lại mà tao quýnh nó không chết nó không buồn. Dạ. Yeah. Quýnh muốn chết luôn mà không buông. Dạ. Buông nó sợ gì phụ la, nó thì không có la con đừng buông đi. Để nó quýnh chết rồi sao? Rồi sao mình sống rồi mình tạo tạo cái khác. Sư cô cho con hỏi thêm cái chuyện này nè sư cô. Ví dụ như ngày đó không phải là bé trai này, mà là sư cô nằm ngủ ngay vị trí đó mà sư cô gặp cướp này, lúc đó sư cô làm gì sư cô? Lúc đó mà nếu mà nó có vô đấy ha, nó dẫn chiếc xe, cô dẫn cho nó dẫn lấy. Nhưng mà cô phải là đứng lại con. Rồi sư cô chắp tay, sư cô xá nó. Nói bây giờ con có thương tình á, thì tha thứ cho cô, trả lại chiếc xe cho cô đi. Còn con mà không có thương tình thì con dẫn, con cứ dẫn. Chứ cô không có giành giật lại. Lúc nãy con có nghe sư cô chia sẻ là cướp nó lấy thì để cho nó lấy đi, chứ đừng có giành giật. Đối với sư cô là đệ tử nó quan trọng hơn cái chiếc xe máy này đúng không sư cô? Ấy là Phật nó quan trọng, nó sợ sư cô gầy nó. Dạ. Tại vì nó còn nhỏ quá nó không biết. Dạ. Thành ra sợ gầy, mắc chiếc xe bị gầy. Dạ. Sợ xô xát mà hết mình mà giật mà chí thằng ăn trộm mà cũng hay ai cũng cười nó chứ. Nó tận không dám gì. Còn nhiều bà kìa ăn trộm vô chùa không? Như bà lết không có bà sợ ăn trộm. Ở đây mất chuông mỏ hoài à. Cô đi chuột lại. Vậy là trước đó sư cô cũng bị chậm chuông với... Chuông bỗng trộm hoài, ăn cắp hoài. Dạ. Ăn cắp dưới rồi cô lấy đồ cô phá, cô hàng. Hàng lại dính hết lấy luôn. Trời ác kìa. Để em nữa là chỉnh chỉ với con coi. Đâu sư cô dẫn nó lên mấy. Dạ. Phần đầu thì cái chuông nhỏ. Mình không có tiền, mình nuôi cái chuông nhỏ, mình treo lên đây. Cái gỡ lấy. Lấy rồi viết cái chuông quê lớn nó cũng lấy. Viết cái cô đi thành phố á, cô xin tiền từ người. Rồi đi về, đi nội trong 3 lần mới được cái chuông này. Đi về thiếu tiền đi về xin nữa. Ra mua hỏi lên giá, thiếu tiền về xin nữa. Xin rồi cho đúng cái chuông này, mua cái chuông này, cái cô bẻ cái sắt này cô hàng lại hết lấy luôn. Hết lấy cái chuông này rồi. Hằng ngày mình quýnh chống mình tụng kinh. Rồi hết lấy rồi bắt đầu cái nó lại đây nó lấy cái này. À, hai cái cặp đằng cày, hai cái cặp này nè. Lấy. Với cái chuông này. Lấy. Với cái này. Cô đi hay kịp. Qua cô chuột lại. Chuột lại mắc hết cái cặp này. Thôi mắc kệ. Cái này chuột lại được. Chuột người ta cho tiền chuột không à. Còn cái này. Nó tin. Nó ginh cái cô sợ, nó ginh cái cô hay kịp. Cô bẻ cái cây sắt này, cô câu lên đây, hàng luôn, hết lấy luôn. Bị trộm giết sợ quá giờ hàng luôn. Hàng chết vô luôn hả sư cô? Hàng chết vô luôn. Dạ. Cười cũng chết luôn. Mà sư cô cho con hỏi á, không biết cái
cặp đèn cầy đó trị giá bao nhiêu tiền mà sao cướp nó dám vô trong chùa nó trộm luôn dữ vậy sư con? Thì trị giá thì cô không biết, chứ còn cô chuột lại tới 1 triệu mấy, yeah. Đóng vậy đó, chuột yeah. Lại 1 triệu mấy, nó nhưng bán nhân thôi cái mũ. Cái chuông này lớn như thế này sao mà nó khinh nổi ta? Bỏ ông bao á, người giác. Rồi đúng là ăn trộm. Giác đi qua bên đường túc ảnh á. Ăn trộm lúc nào cũng đỉnh cao á. Ừ. Chứ bình thường kêu vác cái này sao vác nổi. Thì đó. Vậy mà ăn trộm quét. Rồi, mắc hết cặp đó. Chuột lợn cặp, mắc cặp. Dạ. Yeah. Chuột được hai cái này mừng quá. Thôi, được rồi, mày lấy gì lấy đi. Mở vô làm hoài với con, bị chùa mình quá hư dẹo rồi đó. Yeah. Nó muốn vô đường nào cũng được hết. Cửa nào cô cũng khóa cho nè, con thấy nè. Mở mở được chân à. Nè. Kệ mày mở mở đi. Bên đó cũng khóa, bên đây cũng khóa. Bên kia cũng khóa. Sư cô cho con hỏi là chùa mình không có lắp camera hả sư cô? Dạ không. Lắp ra cô cũng không biết xài. Sao không lắp đi sư cô? Mẹ ơi, lúc đó có thằng đệ tử lại nó ráp rồi cái cô không biết, cô nói thôi con cắt đi con ơi. Lắp camera đi sư con, bây giờ kết nối qua điện thoại chỗ bé trai nó cũng biết mà chỗ đệ tử nữ của sư cô cũng biết á. Để cô có tiền cô gấp lại. Dạ. Yeah. Vậy là sư cô có tổng cộng là 2 đệ tử hả sư con? Dạ. Yeah. Đệ tử lớn là nữ, pháp danh là gì sư con? Cô này pháp danh Quảng Trang. Dạ. Yeah. Rồi thằng này pháp danh hồi đó thì cô cũng có đặt nó rồi. Rồi nó ra anh đi học. Rồi một thằng anh nó cũng hồi đó cũng có tu nữa. Rồi đi học đại học thôi. Vậy là sư cô chưa đặt pháp danh cho chỗ bé trai này? Bé trai này là pháp danh con, pháp danh gì? Dạ con pháp danh Thiện Bảo. Thiện Bảo. Rồi lại ghế ngồi đi. Lại ghế ngồi đi cho chú. Có cái chuyện này con phải hỏi sư cô để coi bé trai nó có thật lòng với con không. Ê. Rồi cái chuyện này nó rất là quan trọng luôn á sư cô. A Di Đà Phật. Tại vì con nghe bé trai nó chia sẻ là con rất là ngưỡng mộ luôn. Dạ. Sư cô với bé trai ngồi gần đi hả? Dạ. Sư cô cho con hỏi là chỗ bé trai này là ăn chay luôn hả sư cô? Hồi trước nó ăn chay con ơi, nó ăn chay không à. Dạ. Rồi nó đi ra mày học không biết nó có ăn gì mình không hiểu. Có ăn nhưng... không con? Dạ không. Không có ăn chay không à? Nhưng mà về chùa là ăn chay hết sư cô? À ăn chay không à? Không có khi nào mà ăn mặn, cô thử nó mấy lần rồi kêu ăn mặn lên vì nó quá ốm à. Dạ. Nó không ăn. Không ăn. Có khi nào... Cha nó thấy ốm quá đó. Dạ. Cha nó dọn mâm cơm cũng để mâm chôm chay kế bên. Mà bên nhà nó, cái cha nó kêu á, con đi làm cho cha một ly nước đi. Rồi vô ha ăn con. Cha nó gấp cá một thịt gì để dưới á. Cơm chồng lên cái nó vô nó ăn, nó ăn 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 xới xới sao tới dưới gặp dưới cha làm kỳ gì nghỉ ăn, nghĩa là cha của bé thử lòng bé thử lòng cho nó ăn rằng rằng chị bệnh nó quá ốm nè. Dạ con cũng thấy bé rất ốm luôn á sư cô. À dạ bây giờ không biết làm sao nè, sợ là nó bé, có cái gì không à. Bé tự phát tâm ăn chay chứ không phải là do ở đây sư cô ăn chay rồi bé ăn theo, nghĩa là dạ. Bé tự tâm của bé là tự trang. nó mình nó ăn tương mà mình cho nó ăn mặn nó không ăn. Sư cô cho con hỏi thêm á, khi mà bé ở trong chùa như thế này sư cô. Dạ. Yeah. Mấy lúc mà bé nó ốm á, rồi sư cô phải mua cá thịt để cho bé nó tẩm bổ để giống như là cái sự việc vừa rồi đó. Dạ. Yeah. Rồi mỗi lần mà sư cô đi ra chợ mua cá thịt rồi người ta dị nghị sư cô là ăn cá ăn thịt này sao sư cô? Không có, cô không có đi mua được. Sư cô không có đi mua luôn. À không có mua. Trời dễ gì đi mua không? Đi mua là tao nói ủa sao quạng tương rồi mà mua thịt mua cá rồi sư cô nhờ kì. Nhờ người ta đi mua hay sao mà không ở nhà luôn mà không mua, mình mua làm gì con. Yeah. Không mua gì, chùa mình ăn tương không à. Yeah. Không có thịt cá gì. Yeah. Mấy con mèo kìa nó lớn lên là nó chết, nó lớn lên là nó chết, nó ăn ăn tương không được. Yeah. Rồi cái cô nãy nó có săn sóc có cho ăn tương không. Yeah. Con nào cũng lấy nhiều bánh lá. Yeah. Mà mèo gừng không à. Rồi bé trai nói nếu mà sau này học hết lớp 12 á, nếu như mà chưa suy nghĩ ra làm được việc gì thì bé trai sẽ quy y luôn á sư cô. Là đi tu chính thức luôn á sư cô, nghĩ sao sư cô? Thì sư cô cho nó là hết cái lớp 8 là tới lớp 9 á. Yeah. Là sư cô cạo đầu nó rồi đó, cạo đầu lại.
Giống như là đi học thì cho bản đồ này, đồ hộp này, về thì bản đồ đảo. Dạ. Mà sư cô tính là tháng 4 tới nè. Tới tháng 4 tới là đám giỗ của sư ông á. Dạ. Rồi cô phủi tóc nó luôn. Cho nó tu ra ngoài mình dạy nó. Lúc nãy có nghe bé chia sẻ là mỗi lần có lễ hay có đám giỗ gì á, bé cũng lên tụng kinh chung với sư cô luôn hả? Ai dạ Phật, nó quánh trống đồ hay lắm. Dạ. Nó quánh trống rồi kêu nó lên đánh không á, tụi tôi thì chú nguyện nó là đánh trống. Dạ. Trống sấm á. Trống bự á. Mấy cái đó là sư cô dạy từ nhỏ luôn hay là dạ, tự em nó tự dạy từ nhỏ chứ, dạy dạ, nó mới biết. Dạ. Rồi bây giờ á, cô cũng gầy la nhiều lần, cô cũng thử lòng nó cũng nhiều lần, nhưng mà nó không đi. Cô đưa nó bà nội đó, nó không chịu. Giờ cô đưa về cha mẹ nó cũng không chịu. Nãy con cũng có gầy ra nó, bây giờ thôi mày về mẹ, về cha đi, cho cha mẹ cho ăn mập ốm mập lại, không chịu. Nó nãy nó cũng có quỳ gối, nó xin lỗi, nó nói phụ ơi con xin lỗi, con có sai chặt thì phụ tha thứ. Nói thôi giờ lên lại sư ông đi ba lại đi, sư ông tha thứ giờ nó lên ba lại, lại rồi đi học nãy. Ê, mình thử lòng nó, kêu nó về cha mẹ nó, rằng cha mẹ nó chăm sóc nó cho nó bình phục lại. Dạ. Ăn tương rồi sợ bị quýnh đó. Dạ. Rồi cái hậu quả sau này không biết nó làm sao. Thường thì Nam sẽ đi theo các vị sư thầy là nhiều. Ai vậy Phật? Lớn lên cũng đưa đi sư thầy à. Dạ. Đưa đi và thượng dạy. Như lỡ bé không chịu đi, bé thích tu tập ở đây rồi sao? Tu tập mình phải đi học đó con. Dạ. Phải đi học trường lớp. Dạ. Đi học trường lớp ở trong đạo á. Dạ. Sau này cũng đi học à. Đi về. Nếu mà nó cố gắng mà nó chịu ở đây là sau này cô giao chùa cho nó. Dạ. Còn cái sư cô nãy giao chùa không được. Sao vậy sư cô? Cô lãnh không nổi, cô nói cô đảm đương không nổi. Dạ. Cô giao, cô có giao ba lần rồi. Dạ. Tại cô lớn tuổi rồi, cô 70 tuổi rồi. 71 tuổi rồi. Rồi cô giao nó không chịu. Mà trong khi á, cái người mà muốn tạo cái ngôi tam bảo á, thì phải đối mặt. Đối mặt cái địa phương. Một cánh thì một thì đối mặt ở trong đạo. Đối mặt địa phương, đối mặt chúng sanh đuổi chứ. Mình đối ra mặt cho cái chúng sanh này cho nó hoàn hảo mới mến mộ mình. Còn nếu mình đối mặt chúng sanh mà nó không giữ ý thì thôi, xong. Kể ra làm trụ trì một ngôi chùa nó cũng nhiều áp lực quá ha sư cô ha. Ấy đâu Phật. Dạ. Ủa con này bự có duyên với mình thì cứ nó lại trước mặt vậy. Lúc sớm thì con ông nó cũng bay theo chỗ bé trai này sư cô. Dạ. Cứ quanh quẩn vậy. Ừ. Mà sư cô cho con hỏi là thường ngày bé trai vẫn ngoan như vậy luôn hay là hôm nay có con tới mới ngoan như vậy thôi sư cô? Không, nào nay nó vậy đó. Nào giờ cũng vậy hả sư cô? Dạ chứ Phật. Thì lần trước con có tới mà không có gặp. Ừ. Chắc bé đi học. Đi học không à? Dạ. Rồi gầy la nó, thí dụ như nó bức xúc quá cái nó trả lời một tiếng với ai cô không cho. Dạ. Nó đừng trả lời. Thí dụ như vụ gầy, vụ lớn mà vụ gầy thì hãy nghe. Nghe cái vụ gầy cái tiếng đó như thế nào, đừng trả lời. Trả lời thì tất nhiên là mình cự lư rồi, trả lời nói của phụ rồi. Mình ra nó không có trả lời. Sai nó, mặn này mặn kia sáng rồi nó thức dậy cái nó quét chùa. Tứ bông, tứ mai, rồi đi học, cho 10.000. Thấy vậy cho 10.000 ăn với con chay đó. Có 8.000, còn 2.000 uống nước. Có bao giờ bé nó đòi hỏi này kia không sư cô? Không, cho nhiều nó cũng không lấy. Dạ. Cho nhiều nó cũng không cần lấy, nhiều khi con không có tiền nó gì đói. Cái này nó đi học bởi vì nó ấm nhôm đó. Theo con người ta ăn còn hơn vậy nó không ăn gì chứ. Dưới rồi cô la nó phải ăn rất sáng. Ngủ một đêm mình thấy nó lưng rồi, nó lưng não mình phải ăn. Rồi thí dụ như bé đi học như vậy thì thí dụ như đi họp phụ huynh đó là sư cô đi họp hay là cha mẹ bé đi họp? Sư cô đi họp. Sư cô đi họp luôn hả? Rồi khi vô trường sao sư cô? Vô trường bình thường vậy đó. Rồi lúc mà sư cô ngồi họp rồi thầy cô trong trường gọi xưng hô sao với sư cô? Cũng là kêu sư cô vậy. Thầy tử
là biết rồi, là vô họp là biết nó là đệ tử của cô rồi. Dạ. Thế có bao giờ đi họp bị thầy cô trong trường bán vốn nhiều lần không sư cô? Dạ không có. Dạ. Tháng nay nó đi học, rồi đi đá banh, mệt quá. Vô ông thầy, không thầy? Thầy con cho 10 ngàn con ăn hết trơn à. Bây giờ con mệt quá, con muốn uống nước mà không có tiền, thầy cho con mượn tiền. Quỷ thằng đó. Ông thầy cũng nói chàng con không có học sinh nào mà dám là mượn tiền tao của mình mày. Lầy tới dữ vậy luôn á sư cô. Mà ông thầy cưng dữ lắm. Thầy cũng thương dữ lắm, nó nói mày á. Mở theo ông thầy chơi hoài, theo chơi với mấy ông thầy không à. Dạ. Mượn gần 2 ngàn hồi đó nhỏ, 2 ngàn. Chỗ. Chừng 2 ngàn, 3 ngàn uống nước thôi à. Rồi cô lên cái ông học lại. Cô móc tiền cho cô trả. Bé gái này là em ruột của... Em ruột của cái... Dạ. Nó này là nhỏ thứ tư. Con là anh con thứ hai, con thứ ba. Con là thứ tư. Rồi còn bé nhỏ hơn nữa. Còn bé nhỏ là đang ở trên phía cha nè. À đó, cha mẹ, ngày ông chết mà đẻ 4 đứa con luôn không nổi. Con nuôi tiếp nè, đó nè. Con lắc đầu, nó chết rồi. Sư cô cho con hỏi mỗi lần mà sư cô tụng kinh đó là sư cô có bắt hay có ép chỗ bé trai này lên nghe kinh với tụng kinh với sư cô hay là tự vận động đi lên mới ngồi đó mới nghe rồi tự mình hôm là tới giờ là biết rồi, tới giờ tới dắt là lên rồi con ơi. Dạ. Hỏi ai kêu ai không có nhắc nhở gì hả? Không nhắc nhở gì hả? Dạ. Lúc nãy sư cô có chia sẻ với con chỗ chùa mình xây dựng lại là trùng tu lại hay là xây mới lại hoàn toàn dỡ những cái khung cũ đổ nát này ra luôn sư cô? Thì mình dỡ hết trơn, mình xây dựng lại đó con. Là dỡ ra hết luôn hả sư cô? Là xây dựng lại mới luôn á hả? Ồ vậy là cần có một cái nguồn kinh phí lớn lắm á sư cô. Dạ, mình xây tới đâu nên tới đó. Ai cho nhiêu xây nhiêu. Thế bây giờ có kinh phí cho sư cô? Chưa có một bạc nào hết. Sao chưa có kinh phí mà sư cô? Sư cô biết cô có cái quyền lực. Thế nào Phật cũng độ cô. Hãy dỡ ra đi là thế nào chúng sanh cũng tiếp với cô à. Cô nào giờ cô chú nguyện với chờ Phật dữ lắm, cô tu dữ dằn lắm, cô nói chờ Phật ủng hộ con cắt ngôi tâm bảo này, con quyết lòng phải cắt cái ngôi tâm bảo này. Năm nay sư cô 70 tuổi, coi như là cái tâm nguyện cuối cùng của sư cô là giờ hoàn thành cái tâm bảo. Cô chú nguyện dữ lắm, hoàn thành cái tâm bảo này. Nhiều người ta nhỏ tuổi hơn mình, ta còn cắt mức ô. Mỗi lần mà nghe sư cô chia sẻ đến sửa lại tâm bảo, sửa lại chùa, con thấy sư cô có một cái nét mặt khá là buồn. Có phải mình lo về cái vấn đề kinh phí rồi đúng không sư cô? À, như là Phật. Thì mình cũng lo lắm. Lo cái kinh phí, nhưng mà mình lo thì mình lo. Nhưng cái bổn phận của mình thì phải cố gắng. Phải cố gắng. Đặng để vững vàng, đặng mình lo. Chùa mình thì ở trong một cái khu phải nói khá là vắng luôn á, đi đá đời mới có một cái nhà. Mà đường vô trong đồng thì đa phần là nghĩa trang như thế này. Thật sự rất là ít Phật tử biết tới luôn á sư con. Gần gần bên đó bên đây người ta nhiều người ta không biết nữa. Yeah. Tới chừng người ta qua nó tạng khu ở đây mấy chục năm mới biết cái chùa này. Yeah. Thiền á. Đưa ở đây đi mà không biết. Rồi sư cô định dự kiến bao lâu thì xây xong chùa thưa sư con? À, sư cô không biết được con. Dạ. Sư cô nói là mình có bao nhiêu mình xây bao nhiêu cứ tới hoài. Dạ. Không sao đâu, sư cô đi xin. Dạ. La em đó con. Đệ tử của sư cô dữ không á sư cô? Bà lớn cầm chổi quét chùa dữ. Đó, cầm chổi nó quét bây giờ đó. Quét đi nha. Quét đi lát cho tiền ăn kẹo. Con nghĩ nếu mà tên cướp ngày hôm đó đến cướp chiếc xe máy á sư cô, khi mà xem được clip này chắc cướp nó nản lắm á sư cô. Tại vì nghe xe chùa thì nghĩ chắc có kinh phí có tiền, nhưng mà thật sự là chùa không có tiền, không có kinh phí gì hết, có chiếc xe máy á. Chừng nào mà mình cắt chùa mình khởi lên đó ha, bắt đầu đi mượn anh em cô bác mượn chút đỉnh cái làm cái lễ. Dạ. Yeah. Tới làm lễ mà con không có tiền làm. Dạ. Yeah. Làm cái lễ làm mà quý bà thượng lại chứng minh. Dạ. Yeah.
rồi xong rồi mình có đưa lên đó chừng nữa rồi sư cô cũng mời con nữa đưa con lên. Nghĩ những lời chia sẻ của sư cô á, khi mà con chia sẻ lên trên mạng thì sẽ có nhiều cô bác anh chị họ muốn đến chùa để mà tham quan chùa, thứ hai nữa là sẽ cùng với sư cô làm những điều tuyệt vời hơn. Không biết chỗ con trai, dạ, con có mơ ước gì con có thể chia sẻ với quý cô bác anh chị được không? Dạ, con có mơ ước là tới lớn khỏe mạnh, học giỏi để kiếm tiền nuôi phụ con. Vậy sau này làm cái gì? Tu tiếp không hay là ở ngoài đời hay là đi mặn cái gì? Dạ, sau này lớn lên con ở chùa con tu tiếp. Tu tiếp là tiện đâu mà nuôi phụ. Mình nói trong chùa là mình tu là xả thân cầu đạo, xả phú cầu bằng, xả cái thân này ra lo tu cầu cứu chúng sanh. Dạ. Ở thời điểm hiện tại thì con không có mơ ước điều gì, con chỉ mơ ước là mình có sức khỏe thôi. Dạ, mơ ước là con có sức khỏe khỏe mạnh để tu tiếp vậy thôi. Tu tiếp. Không có suy nghĩ gì hết nữa. Dạ. Thường thì con nít á, ngay cả người lớn mình luôn á, khi mà hỏi có mơ ước gì không thì ai cũng nghĩ tới cái vấn đề đầu tiên đó là như là tiền hoặc là xe đạp hoặc là những cái gì đó có giá trị. Hoàng chỗ bé trai này khi mà hỏi mơ ước gì không thì chỉ mơ ước mình có sức khỏe rồi sau này học ra trường rồi đi làm kiếm tiền nuôi sư phụ. Khi mà nghe những lời chia sẻ của bé thì con nghĩ chắc là bé có duyên với Phật luôn hết sư cô ạ. Tại vì cái này đâu có ai dạy đâu mà bé nó nói được những cái lời đó, nghĩ là chắc có duyên với Phật á. Chắc nó có nhân duyên. Dạ. Chứ cô thử nó mà nhiều lần lắm mà khi nó về nó lớn rồi chứ nó về nó giúp cho cha mẹ nó nói con ở đây con tu cũng vẫn giúp được, là giúp bằng cái tinh thần tu hành chứ giúp ở ngoài đời nó giúp không được. nó gì cũng được, giúp cái tinh thần đi. Dạ thì hôm nay có đến đây thăm lại chùa Châu Khánh, chỗ sư cô Thích Nữ Nguyên Sinh là chủ trì của chùa, nghe sư cô chia sẻ về cái nguyện vọng của mình đó là sắp tới là sẽ xây lại chùa. Dạ. Thì mình cũng xin chia sẻ với quý cô bác anh chị, nếu mà muốn đến chùa thì phải liên lạc với sư cô để mà sư cô chỉ đường đi đến. Thật sự cái địa chỉ của chùa rất là khó đến, ngay cả bản thân mình đến chùa nay là 2 hay 3 lần rồi mà nhiều khi mình đi mình còn quên đường. Thì cũng mong bà con cô bác anh chị Phật tử gần xa trong và ngoài nước quan tâm về chỗ chùa mình nhiều hơn một lần nữa. Dạ, qua đây cũng xin kính chúc quý bà con cô bác anh chị khán giả thân thương trên kênh YouTube của tỉnh có thật nhiều sức khỏe. Quý bà con cô bác anh chị yêu thương kênh hãy ấn like cũng như đăng ký và chia sẻ. Con xin chúc sư cô thật là nhiều sức khỏe, tinh tấn trên con đường tu tập. Chúc bé trai thật là nhiều sức khỏe nha, học giỏi. Rồi mai này làm có tiền nuôi sư phụ nha. Rồi con chào sư cô ạ. Sư cô chào quý anh chị bà con cô bác đi sư cô ạ. Sư cô chào quý bà con cô bác gần xa. Nhiều sức khỏe để quan tâm tới đến những cái chùa mà nghèo khổ trong đồng trong bái, chùa nào cũng được mà đến chùa cô thì cô rất mừng. Dạ. Thế con có đâu là gì gửi đến quý anh chị bà con cô bác không con trai? Dạ là con chúc quý vị sức ăn uống đầy đủ và có sức khỏe, để có thể chăm sóc gia đình. Chú nghĩ khi mà chú chia sẻ clip này lên trên mạng xã hội, chắc bạn bè trong trường con sẽ noi gương của con nhiều hơn. Đó chính là sẽ đi chùa thắp hương nhiều hơn đó. Với lại sẽ không có trêu ghẹo con nữa vì biết về hoàn cảnh của con. Mai này con có xuống tóc thì con cũng không phải lo cái việc đó nha. Rồi xin chào sư cô với chào cha nha.